Chào các bạn, hôm nay mình làm video này giới thiệu đến các bạn một chương trình thiết kế đồ họa cực mạnh, đó là CorelDRAW X6. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những thao tác cơ bản để sử dụng phần mềm CorelDRAW X6. Thì đầu tiên các bạn vào trong file, chọn new, và ở đây tôi sẽ đặt thông số ở hộp thoại này. Thì ở đây tôi đặt một dự án. Thì đây tôi đã đặt được cái tên là thiết kế đồ họa. Thì ở đây là phần mềm CorelDRAW đã mặc định cho chúng ta, và đây là size. Ở trong đây có nhiều khẩu giấy mà chúng ta sử dụng, đó là A3, A4, A5, A6, và tùy theo trường hợp mà chúng ta sử dụng. Thì ở đây tôi chọn là mặc định, và lưu ý với các bạn rằng thì ở đây là chiều ngang và đây là chiều cao. Và ở vùng hộp thoại này thì chúng ta nên chuyển cái in này về centi hoặc là mili để cho thiết kế được chính xác hơn và thông số chuẩn để ta làm việc. Thì bây giờ tôi sẽ chọn là centi. Thì cái khổ này cái kích thước nó là 21.59 cm chiều ngang, và chiều cao đó là 27.94 cm. Và number page ở đây là số trang, là một trang. Và semi key đó là hệ màu. Thì bài trước tôi đã giới thiệu đến các bạn, đó là trong xử lý hình ảnh thì có hai hệ màu này, RGB và semi key. Nhưng trong thiết kế đồ họa thì chúng ta sử dụng là semi key, là hệ màu để in ấn, và hệ màu RGB tôi sẽ không nói đến, và tôi chỉ nói đến là semi key trong cái chương trình hướng dẫn CorelDRAW. Thì bây giờ tôi đã thiết lập thông số ở đây, cơ bản đã hoàn tất. Thì tôi sẽ lưu thông số này lại bằng cách là tôi chọn vào đây và tôi sẽ lưu lại một cái tên. Ví dụ đây tôi đặt một tên, thì đây là tôi đặt tên là chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì thưa các bạn, thì đây là một cái kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống, là một cái kênh của tôi. Thì bây giờ tôi sẽ đặt cái tên ở đây và ok. Thì tôi sẽ lưu vào đây và tôi chọn là ok. Thì mới mốt chúng ta chỉ cần lấy lại cái phần mà chúng ta lưu lại thôi. Ví dụ đây tôi tắt đi và tôi new một file mới. Thì ở đây lúc nãy là tôi đã đặt cái tên đó ở đây, và tôi chỉ cần chọn đây là tôi đã đặt kích thước thông số sẵn. Thì bây giờ chúng ta đã thấy được giao diện của phần mềm CorelDRAW X6 như thế này. Thì ở đây là thanh tool, là công cụ, còn đây là thanh menu. Thì thanh menu này có lệnh là file, trong file có rất nhiều sự lựa chọn: tạo một file mới, mở một file và đóng file, save file. Và ở đây chúng ta thấy ở đây là import, thì phím tắt nó là Ctrl Y. Thì tôi cũng nói sơ qua về cái chức năng này. Chức năng import này khác với những chức năng mà chúng ta mở hình lên. Khi mà chúng ta import nó vào thì hình này là chúng ta đưa nó vào trong này bằng cái thao tác. Còn nếu như các bạn mở lên cũng là một cách, nhưng cách tốt nhất là các bạn import nó vào là tốt nhất. Và ở đây là lệnh edit. Thì edit đây là lệnh undo, redo, strip. Ở đây là tempo và tất cả những lệnh ở đây. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vào những buổi chia sẻ sau. Thì ở đây là lệnh tool, và đây là những công cụ và những hộp thoại mà ta thường sử dụng nhất. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là sử dụng những công cụ cơ bản mà thường sử dụng nhất. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là Rectangle Tool, là hình vuông. Chúng ta click vào đây, phím tắt là F6. Chúng ta sẽ kéo từ trên xuống và không giữ bằng phím. Thì chúng ta kéo từ trên xuống và không giữ bằng phím thì chúng ta sẽ tùy chỉnh kích thước ở đây, hình vuông hoặc là hình chữ nhật, và nó không có chính xác. Vì vậy chúng ta giữ Ctrl kéo từ trên xuống thì lập tức nó sẽ cho ta là hình vuông, và các cạnh đều là vuông góc, và tôi đồng ý ở đây. Thì các bạn để ý ở đây, kích thước ở đây là 11.281 và 11.281, là chiều ngang và chiều cao nó bằng nhau là thành hình vuông. Và đây là trục X và trục Y thì tỷ lệ nó là 100%. Và đây là lệnh xoay. Đây các bạn có thể sử dụng lệnh xoay. Bây giờ các bạn thử nhập vào đây một thông số, ví dụ như đây tôi chọn là góc 45 độ thì cái hình sẽ được như thế này, nó xoay như thế này đây. Và ở đây các bạn nhìn thấy những cái hộp thoại này đều là cái chức năng để áp dụng vào cái hình này cả. Thì bây giờ tôi sẽ cho đó là cái lệnh này, lệnh là outline, và tôi sẽ cho lên đây là 3 đi. Thì các bạn sẽ thấy cái viền này sẽ đậm lên. Thì bây giờ tôi sẽ thực hiện là tô màu nó. Bây giờ tôi sẽ chọn lên đây là một màu xanh. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là một màu xanh, và cái viền ở bên ngoài này là màu đen. Thì bây giờ tôi muốn tô cái viền ở bên ngoài này
là màu vàng thì bạn sẽ làm như thế nào? Thì bạn chọn vào cái màu tô lên và đồng thời đích chuột phải thì lập tức sẽ tô lên được màu vàng. Thì đây, tùy theo các bạn muốn sử dụng là màu nào và các bạn lích chuột phải ở đây. Thì đây, tôi sẽ cho thông số nó lên nữa là 8 đi, thấy chưa? Nó sẽ lớn lên nữa. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái hình như thế này. Và bước tiếp theo, các bạn nhìn thấy ở đây là cái dấu để bo các góc ở đây. Thì bây giờ tôi sẽ cho bo các góc lại với nhau. Thì tôi sẽ nhập thông số ở đây. Ví dụ như đây, tôi muốn cho nó bo thành một cái hình ở bầu ở đây. Thì ở đây tôi sẽ nhập thông số vô đây là, ví dụ như đây tôi cho là 1 sen. Thì tất cả 4 góc, 4 cạnh nó đều là bo vào như thế này. Thì đây là thứ nhất. Và tiếp theo tôi sẽ undo nó lại ở trên đây. Tôi nhấp vào đây, trở về ban đầu. Và tôi sẽ phóng lên lớn một chút. Bây giờ tới cái lệnh thứ hai, đó là lệnh này. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy ở đây có một lệnh là khuyết. Nhìn cái biểu tượng ở đây là khuyết. Thì bây giờ tôi sẽ cho khuyết vào đây. Ví dụ dưới đây tôi cho là 1, thì lập tức nó sẽ khuyết vào bên trong. Enter. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ khuyết 4 góc vào bên trong như thế này. Thì bây giờ chúng ta đã nhìn thấy được là cái hình vuông như thế này. Và chúng ta đã thay đổi được một chút xíu về các góc của hình vuông này. Và bây giờ nếu như các bạn muốn thay đổi cách nhanh chóng và ở đây có thông số sẵn, thì các bạn chỉ cần chọn ngược và lại những công cụ ở đây thôi. Ví dụ như đây tôi muốn bo tròn nó lại thì tôi bấm vào đây, và tôi muốn khuyết vào trong thì tôi bấm vào đây, và tôi muốn cho nó bằng ở đây tôi bấm đây, và bây giờ tôi muốn cho nó khuyết vào trong thì như thế này. Thì bây giờ để chúng ta nhân lên một cái hình vuông ở bên trong hình vuông này, chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây là một cách đơn giản nhất, thì chúng ta sẽ sử dụng là Ctrl C là copy và Ctrl V là pass, và ta thu đều 4 góc vào nhau bằng cách giữ shift và chọn vào ở mũi tên ở đây, ở góc này đây, và chúng ta thu vào đây thì các góc các cạnh đều bằng nhau, và ta buông ra như thế này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là ta được một cái tấm hình nó nằm ở bên trong. Thì bây giờ chúng ta sẽ tô màu nó bằng cách là chúng ta sẽ chọn vào đây một màu, ví dụ đây tôi chọn đây là màu vàng, và ở bên ngoài này tôi sẽ chọn tiếp tục đó là một màu trắng đi, như thế này. Hoặc là các bạn chọn màu nào thì các bạn tùy ý và các bạn chọn sao cho nó hợp lý thì ok. Và như vậy thì chúng ta đã thực hiện được tấm ảnh như thế này. Thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn hiểu được công cụ là Rectangle Tool, thì phím tắt nó là F6. Và bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số công cụ để cho các bạn dễ hiểu và dễ hình dung để thực hiện những công việc thiết kế tốt hơn. Thì bài hôm nay đến đây là kết thúc. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn bài tiếp theo của chương trình chia sẻ kiến thức về đồ họa. Nếu các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và cùng học hỏi, và hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ tiếp theo.